À, về tư vấn xin chào bạn, sẽ giới thiệu các bạn về một dòng bệnh khoan của loại bê tông của thương hiệu CÔNG Hàn Quốc. Kích thước là 3,5 inch từ đường 90 mm, và đây là cái mức khoan chúng ta nè. Trên đây chúng ta sẽ có logo CÔNG được in laser như này. Kích thước là 3,5 inch, 3/1/2, tương đương với 90 mm, và được sản xuất tại Hàn Quốc, made in Korea. Đó, thì những cái dòng bê khoan rất là tốt, và đây có nơi sản xuất sẽ có cái tem mã vạch và kích thước của cái mũi chúng ta, và trên đây ta sẽ có 2, 4, 6, 8, 9 cái mai răng. Mỗi mai răng sẽ được làm bằng kim cương nhân tạo để giúp cái thời gian ta khoan rất là nhanh này, và số lượng mũi lại khoan rất là nhiều nữa. Ví dụ như mũi Trung Quốc theo khoan 1 tiếng thì cái mũi này cho vòng 15 phút là xong rồi, và số lượng mũi nó cái mũi của Hàn Quốc nó thể từ gấp 5 hoặc 6 lần. Đó, nếu ví dụ như là mũi Trung Quốc khoan được 20 lỗ thì mũi Hàn Quốc có thể khoan tới 100 lỗ đó, và cho nên nó sẽ được sơn tĩnh điện để cho các bạn tránh một hình dạng nhái này, chứ không phải là quét sơn lên khi mà chúng ta chà tay vào ra màu đỏ hoặc là nó dễ bị bong sơn. Thiết kế rất là nhỏ và đặc biệt nó chia làm 3 đoạn thì mình mới thể tháo rời được cái mũi khoan này ra. Rất thuận tiện khi mà chúng ta mòn cái lưỡi này, chúng ta cần thay cái lưỡi mới, mà giá của lưỡi mới, cái giá của lưỡi này cái bằng cái mũi của Trung Quốc thôi, nên bạn đi xem cái thời gian và cái số lượng mũi chúng ta khoan được rất là lợi. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về mũi khoan loại bê tông của thương hiệu CÔNG Hàn Quốc V90. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.